Đây là chiếc điện thoại iPhone 5S với phần nắp lưng được mạ vàng và gắn thêm một chú ngựa trong tư thế phi nước đại, được đúc bằng vàng nguyên khối. Để có được chú ngựa dũng mãnh này, nhà sản xuất đã mất khoảng 6 chỉ vàng và 3 ngày làm việc miệt mài của những người thợ kim hoàn. Mắt của chú ngựa được đính đá ruby đỏ và phần yên ngựa cũng được đính đá đỏ cao cấp. Còn phần lưng máy lại được mạ vàng 24K. Để được sở hữu iPhone 5S đúc ngựa vàng nguyên khối, người chơi sẽ phải bỏ ra khoản tiền khoảng 40 triệu đồng. Tôi mong muốn một sự vươn lên và sự đột phá trong cái doanh nghiệp của mình. Thì tôi sẽ mong muốn như thế. Vì chính cái mong muốn như thế mà tôi mới làm một con ngựa mạ vàng để lấy hên trong năm giáp ngọ. Thì theo thầy phong thủy của tôi ấy, thì là ngựa gắn trên điện thoại mang theo người thì nó rất là hên, rất là may mắn trong sự làm ăn. Bên cạnh phiên bản iPhone 5S đúc ngựa vàng nguyên khối, người chơi còn có thêm sự lựa chọn với phiên bản iPhone 5S và iPhone 5 mã đáo thành công, tức là chữ mã đáo thành công và biểu tượng bát mã được khắc chìm trên phần lưng máy mạ vàng 24K. Bát mã là hình ảnh một đàn ngựa phi nước đại để lại phía sau gió bụi mù mịt. Nguyên ý câu này là kỳ khai đắc thắng, mã đáo thành công. Nghĩa là cờ phất làm hiệu thì chiến thắng, ngựa quay về báo tin thành công. Phiên bản này có giá khoảng 8 triệu đồng. Các sản phẩm Apple dòng tính là rất là cái độ chính xác cao, đặc biệt là cái vỏ iPhone. Thì giờ tất cả các sản phẩm mạ của Vietap đều có độ dày trung bình từ 3 đến 6 micron. Tuy nhiên thì có một số khách hàng có thể đặt Vietap có thể mạ dày hơn, có thể là bất kỳ đến 50 đến 100 micron. Nhưng có một cái sự điểm yếu là đối với cái sản phẩm mà có tính chính xác cao thì Vietap đều khuyến cáo khách hàng là không nên mạ dày quá, tại vì khi lắp máy vào sẽ bị kênh. Do vậy thì cái trung bình sẽ rơi vào 5 micron. Vàng thì như chị biết thì là vàng là thứ kim loại rất là mềm và rất dễ bị chảy xước và nó bị xấu đi bề mặt. Thì toàn bộ các sản phẩm sau khi được mạ thì Vietap đều khuyến cáo khách hàng nên dán lớp bảo vệ thì sẽ dùng được bền mãi mãi. Người dùng có thể mang máy của mình đến để nhà sản xuất mạ vàng trực tiếp lên điện thoại của mình hoặc cũng có thể mua phần lưng máy đã được mạ vàng sẵn. Khách hàng cũng sẽ được cung cấp giấy chứng nhận mạ vàng, phiếu bảo hành và giấy chứng nhận vàng nguyên khối. Với ý nghĩa là biểu tượng của sự thành đạt, may mắn và thành công. Những chiếc điện thoại lấp lánh ánh vàng mang hình ngựa này có thể sẽ có nhiều tín đồ công nghệ Á Đông yêu thích trong năm giáp ngọ sắp tới. Tuy nhiên, với mức giá đắt đỏ thì không phải ai cũng có cơ hội được sở hữu chúng, nhất là trong thời điểm kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn như hiện nay.